Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cơ hội cho bệnh nhân nghèo được phát trên sóng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Amy xin gửi lời cảm ơn đến quý khán giả đã luôn quan tâm, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Quý khán giả thân mến, ngày lễ Quốc khánh 2 tháng 9 vừa mới qua, nhưng không khí hào hùng đánh dấu mốc son lịch sử đáng tự hào có lẽ sẽ còn kéo dài trong suốt tháng 9 này. Hòa vào niềm vui chung của đất nước, các hoạt động từ thiện giúp bệnh nhân nghèo được khám chữa bệnh miễn phí của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh được mở rộng thực hiện không chỉ ở địa bàn thành phố mà lan tỏa đến tận các vùng sâu vùng xa. Mở đầu chương trình kỳ này, chúng tôi tiếp tục thông tin đến quý khán giả những tiết mục ý nghĩa, những câu chuyện đẹp về tình người cũng như thông tin các hoạt động từ thiện nổi bật của hội. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Dù biết rằng nguy cơ nhiễm bệnh là rất cao, thế nhưng tấm lòng nhiệt huyết và trách nhiệm với xã hội, đội ngũ y bác sĩ đã miệt mài làm việc không kể ngày đêm đã khiến bao người xúc động. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng kể từ khi dịch bệnh lần thứ tư xuất hiện, hội đã vận động được ngân sách trên 25 tỷ đồng, là sự chung tay góp sức của rất nhiều nhà tài trợ, mạnh thường quân cả trong và ngoài nước. Từ đó, hàng chục máy thở oxy dòng cao, HFNC cùng với số lượng lớn các trang thiết bị y tế như găng tay, khẩu trang N95, đồ bảo hộ, kính chống giọt bắn, máy đo chỉ số SpO2 đã được hội chuyển đến các bệnh viện tiếp sức cho các tuyến đầu chống dịch như Bệnh viện quận 4, Bệnh viện Phục hồi chức năng quận 8, Bệnh viện quận 8, Bệnh viện quận 6, Bệnh viện quận Tân Bình, Bệnh viện quận Tân Phú, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện quận Tân Bình, Bệnh viện huyện Nhà Bè, Bệnh viện Triều An, Bệnh viện Bình Chánh, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre, Bệnh viện Bến Lức, Bệnh viện Dã chiến số 20 Đức Hòa, Long An và các bệnh viện dã chiến ở tỉnh Tiền Giang. Vừa qua, công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Life Việt Nam đã trao tặng cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh 1.000 xuất quà yêu thương với tổng số tiền trị giá 300 triệu đồng để hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại các quận Bình Tân, Tân Bình và quận 5. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Kết nối triệu yêu thương, chung tay đẩy lùi Covid-19. Do Quỹ Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp của Daiichi Life Việt Nam khởi xướng. Thấu hiểu tình cảnh khó khăn của bà con trong thời gian vừa qua, khi đại dịch kéo dài, nhiều người lao động túng quẫn, bế tắc do mất việc làm, không thể buôn bán, mưu sinh kiếm sống. Ông Trần Thành Long, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh đã đại diện tiếp nhận tấm lòng của nhà hảo tâm và trao đến tận nơi cho những người đang cần được giúp đỡ. Mỗi một phần quà bao gồm nhu yếu phẩm thiết yếu cùng 10kg gạo sẽ là món quà thiết thực giúp cho các gia đình vơi bớt phần nào khó khăn, thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, đồng hành với những nỗ lực mà các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đang thực hiện mỗi ngày. Hy vọng rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid-19 để khôi phục kinh tế và trở về cuộc sống an lành trong trạng thái bình thường mới. Xuất phát từ tình thương yêu dành cho các cháu nhỏ mà ngày ngày phải chống chọi với những căn bệnh ung thư, cảm thông sâu sắc với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn phải vay mượn để chạy chữa bệnh cho con, ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch GIBC, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất phát động chương trình hỗ trợ bệnh nhi ung thư với hy vọng giúp cho các cháu có điều kiện kéo dài thời gian chữa trị. Vừa là nhà tài trợ chính cho chương trình, ông Trai đã cùng với hội vận động các tấm lòng hảo tâm cả trong và ngoài nước. Kể từ khi phát động đến nay, số tiền huy động cho chương trình đã lên tới 5,3 tỷ đồng, giúp được 100 cháu đang điều trị ung thư tại bệnh viện Ung Bú và một số bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Trong số đó, có những cháu được hội hỗ trợ 2 đến 3 lần, với số tiền tương đối lớn tùy theo loại bệnh và phác đồ điều trị. Với tình hình dịch bệnh, thời gian qua, không ít gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn, chật vật về kinh tế.
Nhiều gia đình không còn khả năng để tiếp tục điều trị cho con. Nhưng làm sao có thể bỏ ngang khi con mình đang phải chống chọi với những đớn đau do căn bệnh ung thư quái ác gây ra? Chính vì thấu hiểu nỗi khổ tâm, lo lắng của từng gia đình, Hội vẫn đang nỗ lực vận động thêm nhiều nhà tài trợ và các mạnh thường quân hơn nữa. Rất mong những tấm lòng hảo tâm cùng hướng về chương trình hỗ trợ bệnh nhi ung thư để các cháu và gia đình có thêm nhiều cơ hội và an tâm theo đuổi việc chữa trị với thời gian kéo dài, ít nhất từ một năm đến vài năm tới. Mỗi người đều phải lựa chọn một cách khác nhau để chia lửa với tuyến đầu chống dịch. Nhưng dường như tất cả đều chung một tấm lòng, chung tay, góp sức cùng với hội. Như anh Đức và gia đình đã chuyển về cho hội số tiền hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tân Phú, Bệnh viện Tân Bình và Bệnh viện Đồng Tháp, Bệnh viện Dã chiến số 20 ở Long An. Bên cạnh đó, anh và gia đình còn tặng 8 tấn gạo và 4 tấn rau củ quả cho Ủy ban Nhân dân Tân Bình và các bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, hội trân trọng cảm ơn anh Lê Hữu Hào, Việt Kiều Úc đã giúp phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú 100 bộ đồ phòng hộ, 200 cái khẩu trang N95 và 2 máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2. Chỉ trong một thời gian ngắn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ cho các bệnh viện ở tỉnh Tiền Giang, hội đã liên tục nhận được rất nhiều tấm lòng nhân ái như chị Đỗ Huỳnh Phương Lan, con gái cô Huỳnh Kim Phụng đã ủng hộ 50 triệu đồng. Chị Lê Thị Ngọc Linh, công ty cổ phần đầu tư Hoàng Phúc Quốc tế đã ủng hộ 90 triệu đồng. Anh Đặng Trường Vũ Linh đã ủng hộ 3 triệu đồng. Một nhà tài trợ ẩn danh ủng hộ quê hương Tiền Giang 420 triệu đồng. Mua máy thở xâm nhập đặt nội khí quản và 5.000 khẩu trang N95 để phục vụ cho bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó, còn có chú Kiều Công Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cô Trần Diệu Canh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh và cô Trịnh Thị Xuân Nguyệt. Chị Nguyễn Ngọc Mỹ, Tổng Giám đốc Công ty Việt Cô và Gia đình đã cùng hội chăm lo cho tuyến đầu chống dịch. Gia đình chú Triệu Phước Quang, cô Trần Ngọc Lệ, chủ doanh nghiệp tư nhân, thương mại sản xuất bao bì giấy Tân Gia Phú, đã ủng hộ 150 triệu đồng để mua các thiết bị y tế cần thiết cho quận 6 và phường An Lạc A, quận Bình Tân. Ngoài ra, gia đình anh Quân, chị Trinh đã ủng hộ 10 triệu đồng mua đồ bảo hộ cho Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Vạn Đức, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Bình Chánh đã ủng hộ cho 15.000 khẩu trang N95 chất lượng cao, giúp cho Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện huyện Bình Chánh và quận Bình Tân. Ngoài ra, còn giúp 270 triệu đồng mua 3 máy thở oxy dòng cao cho Bệnh viện Bình Chánh và Bệnh viện Triều An, quận Bình Tân. Trân trọng cảm ơn tấm lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp của ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải hàng hóa nhanh chóng, đã liên tục ủng hộ hàng tháng cho hội từ năm 2013 đến nay. Vừa qua, công ty đã ủng hộ 270 triệu đồng, mua 3 máy thở oxy dòng cao HFNC giúp Bệnh viện Triều An kịp thời đưa vào sử dụng, cứu bệnh nhân COVID-19. Hội trân trọng cảm ơn cụ ông Vương Tô và cụ bà Lưu Liên là ba mẹ của chị Vương Ngọc Xiêm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido, là ba mẹ vợ của anh Trần Lệ Nguyên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido, đã ủng hộ 100 triệu đồng để góp sức cho đội ngũ y bác sĩ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ba mẹ mình là anh Trần Lệ Nguyên và chị Vương Ngọc Xiêm, hai cháu Trần Tuyết Vân và Trần Vĩ Lâm, chi hội Vitamin C tiếp tục ủng hộ hội 100 triệu đồng để mua vật tư y tế cho Bệnh viện huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng cảm ơn tấm lòng nhân ái của anh Nguyễn Văn Thông và những người bạn tiếp tục ủng hộ 3.000 cái khẩu trang N95 chất lượng cao, dành tặng cho Bệnh viện Cù Lao Minh và Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Bến Tre. Và nghĩa cử cao đẹp của chị Kim Loan
đã dành tặng một máy thở oxy dòng cao HFNC cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre. Thời gian qua, các hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Vậy mà, trong vòng hơn một tháng qua, chị Lê Thị Hiền Lương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Đức, đã giúp 14 tấn gạo và 25.000 khẩu trang N95 hỗ trợ suất ăn miễn phí cho người dân và đội ngũ y bác sĩ. Hội trân trọng cảm ơn chú Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện thành phố Hồ Chí Minh, cô Trần Diệu Canh, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Xã hội Cộng đồng, chị Bành Thị Lệ Lan, Thư ký, cùng toàn thể anh chị em đã ủng hộ 50 triệu đồng giúp cho Bình Tân. Trân trọng cảm ơn cô Huỳnh Thị Liêm, quận 7, ủng hộ cho hội 300 triệu đồng, giúp mua 2 máy thở và số lượng lớn khẩu trang, đồ bảo hộ giúp cho các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Trân trọng cảm ơn anh Bùi Đức Duẩn đã chuyển khoản ủng hộ hội 2 triệu đồng. Trân trọng cảm ơn cô Hoàng Thị Kim Chi ủng hộ hội 2 triệu đồng. Trân trọng cảm ơn hai cháu Phùng Danh Hưng và Phùng Như Quỳnh cùng gia đình ủng hộ hội một máy thở oxy dòng cao HFNC và 10.800 cái khẩu trang N95. Trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Văn Đức và gia đình cùng với chị Nguyễn Thị Uyên và gia đình đã dành tặng 500 bộ đồ phòng hộ, 650 khẩu trang N95 chất lượng cao, một máy thở oxy dòng cao HFNC cho Bệnh viện Dã chiến số 20 ở Đức Hòa, Long An. Và chị Emily Đàn cùng với ba mẹ của mình là cụ ông Đàn Thiện Ngôn và cụ bà Nguyễn Thị Tuyết Mai cùng bạn bè, người thân trong gia đình của chị Đàn Thị Tuyết Viên, chị Thi Đàn và anh Tuyết Diệp, Việt Kiều Mỹ ủng hộ 180 triệu đồng mua 2 máy thở oxy dòng cao cho Bệnh viện Bến Lức, Long An. Hội còn được nhận tấm lòng sẻ chia từ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, gửi tặng 100 triệu đồng, mua 200 phần quà và 615 bộ đồ phòng hộ, giúp bà con bị khó khăn ở huyện Bình Chánh và lực lượng y tế ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe nhỏ xíu này ngày nào cũng đều chất đầy ắp gạo và các nhu yếu phẩm để gửi đến cho bà con trong tâm dịch. Thật cảm động và ấm lòng biết bao trước vòng tay nhân ái và nghĩa cử cao đẹp của các tấm lòng hảo tâm luôn hướng về miền Nam suốt 2 tháng qua. Tháng 8 vừa qua, Chi hội Thiện nhân trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động đóng góp cho phòng chống dịch, ủng hộ các trang thiết bị cần thiết cho Bệnh viện Dã chiến, các tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch, mặt trận Tổ quốc với tổng kinh phí lên đến 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, Chi hội còn trao tặng quà nhu yếu phẩm cho những hộ công nhân thất nghiệp, người khuyết tật bán vé số, người lụm ve chai, người già cả neo đơn và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Quý khán giả thân mến, để mang đến cơ hội được khám chữa bệnh miễn phí cho hàng trăm ngàn bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước, thậm chí lan tỏa đến cả nước bạn như Lào, Campuchia, bên cạnh hội có sự góp sức, góp lòng rất lớn từ các tấm lòng vàng mà chẳng cần ai nhắc nhở tới tên mình, bởi họ thấu hiểu và cho đi một cách chân thành. Hy vọng bà con sẽ vơi đi khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngay bây giờ, xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Từ đầu dịch đến giờ thì công ty thì cũng trước giờ là tinh thần là luôn luôn hỗ trợ cộng đồng, cùng đồng hành với cộng đồng vượt qua khó khăn. Cái dịch Covid này nó làm thay đổi hết tất cả những cái cách thức chúng tôi hoạt động. Nhưng mà đồng hành với những cái sự thay đổi như vậy thì có những cái khó khăn phát sinh cho tất cả mọi người. Thì với tinh thần là vì gắn bó dài lâu thì chúng tôi luôn luôn có những cái hoạt động để làm sao mà cùng hỗ trợ cộng đồng, cùng đồng hành với cộng đồng để cố gắng vượt qua cái cơn đại dịch Covid này.
Thưa quý vị, trong cuộc sống vẫn còn có đâu đó những số phận, những mảnh đời khó khăn đang cần lắm sự giúp đỡ từ cộng đồng. Chính vì thế, qua mỗi kỳ phát sóng chương trình, chúng tôi luôn mong sẽ nhận được sự ủng hộ, chia sẻ từ quý khán giả xem đài, cũng như những mạnh thường quân trong và ngoài nước chung tay cùng hội lan tỏa các chương trình nhân ái. Đến đây, thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Rất cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.